Rất là hoan hỷ, chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp sự hóa lành, gặp hung hóa cát, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt, giàu sang viên mãn tới già. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. 10 ngày vàng trong tháng 7 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, đang khổ ngập đầu, bỗng vận may liên tục kéo đến, ôm hết lộc thiên hạ về nhà, giàu to hết lo nghèo khổ. Tổng quan tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 thuộc mệnh hỏa, thiên thượng hỏa, nghĩa là lửa trên trời. Những người tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh thiên thượng hỏa. Họ có những tính cách nổi bật riêng và mang trên mình đức quang huy sáng lạn, nên họ là những người sống thẳng tính, gay thẳng, nóng tính, ghét sự mờ ám, khuất tất. Nhưng họ cũng rất độ lượng, hào phóng với bạn bè xung quanh. Họ cũng là những người rất trọng uy tín, đã nói là sẽ làm. Họ sẵn sàng giúp đỡ nếu như được nhờ và giúp đỡ một cách vô tư, không hề toan tính lợi ích, không hề tư lợi cá nhân. Cũng giống như ánh mặt trời, chỉ phát tán năng lượng mà không hề mong nhận lại, nên họ luôn giúp đỡ, phấn đấu, cống hiến hết mình cho cuộc đời, cho cộng đồng, xã hội. Theo ngũ hành thì, Kỷ thuộc hành thổ sẽ giúp cho người tuổi Mùi trở nên thực tế hơn, củng cố vững vàng trong tính cách của họ. Chính vì vậy mà người tuổi Kỷ Mùi thường là kiểu người biết nghe lời và còn rất đáng tin cậy. Do đó họ luôn biết cách lập sẵn kế hoạch từ trước và đề ra một kỷ luật nghiêm ngặt trong suốt quá trình thực hiện. Trong công việc hay trong cuộc sống, những ưu điểm chúng ta thường thấy ở những người sinh năm 1979 đó là sự lạc quan, độc lập, thận trọng. Tuy nhiên, đôi khi họ lại không có niềm tin vào bản thân mình. Chính vì thế mà khi đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, họ luôn cảm thấy hoang mang, lo sợ. Kỷ Mùi cũng giống như những các tuổi Mùi khác, họ luôn yêu thích cuộc sống vật chất. Tuy nhiên họ không hề phụ thuộc vào người khác, họ có thể tự bản thân mình đáp ứng được nhu cầu sống của chính mình. Đối với những người tuổi Kỷ Mùi, gia đình chính là tài sản quý giá nhất, họ luôn cố gắng làm mọi việc, luôn chăm chỉ vì những người yêu thương của mình. Người tuổi Kỷ Mùi có cuộc đời không mấy tốt đẹp, con đường công danh, sự nghiệp gặp nhiều trở ngại, vận tài lộc cũng không gặp được nhiều may mắn. Tuy nhiên, nếu biết kiên trì theo đuổi tới cùng, vượt qua được mọi khó khăn, thử thách, thì cuộc đời cũng như công danh sẽ tốt đẹp hơn, về sau hậu vận sẽ được yên vui, đủ đầy. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, đúng tháng 7 âm lịch năm 2024. Tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Thìn, bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024 dương lịch. Thiên can nhâm thủy, địa chi thân kim, đặc trưng, thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Xem tử vi tháng 7 năm 2024, tuổi Kỷ Mùi âm lịch, lời khuyên dành cho con giáp này đó là bớt để ý chuyện của người ta, nên chăm sóc đời sống cá nhân của mình thật tốt, đó mới là ưu tiên hàng đầu lúc này. Tương phá, dự báo sự mâu thuẫn trong tính cách từ chỗ làm cho tới về nhà, khiến tuổi Kỷ Mùi không vui. Đôi khi bạn cảm thấy mất hứng thú với những người có tính cách hấp tấp, bồng bột và không biết lắng nghe. Nguyệt lệnh trường sinh cho thấy bản mệnh là người tài hoa, say mê lao động, cần cù làm việc. Tuy nhiên, không phải khi nào người ta cũng công nhận công sức của bạn, nhưng điều quan trọng là bạn đang tiến bộ mỗi ngày sau quá trình không ngừng rèn giũa bản thân. Thành công sẽ đến theo một cách rất tự nhiên trong tương lai, bạn không cần phải vội vàng. Vì quá bận rộn nên con giáp tuổi Kỷ Mùi ít dành thời gian để cải thiện chuyện tình cảm. Thế nhưng, may mắn có Thái Âm Cát Tinh hỗ trợ, nên bạn vẫn được người bạn đời ủng hộ, nâng đỡ, vận trình tình cảm nhờ thế mà bớt đi sự căng thẳng.
Bạn là người có trái tim nhiệt huyết và luôn hết mình vì đam mê. Tính cách lạc quan giúp bạn luôn tìm thấy niềm vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả trong thời điểm tăm tối nhất. Bạn cũng sẽ cần tỉnh táo và cẩn trọng với những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Quản lý vấn đề cá nhân sẽ dễ dàng hơn việc chịu trách nhiệm thay ai đó. Chi tiết cụ thể về các phương diện chính như sau. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 7 âm lịch 2024 cho thấy công việc tháng này của tuổi Kỷ Mùi tuy nhiều và áp lực nhưng mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Việc kinh doanh, buôn bán khởi sắc, mặc dù theo quan điểm dân gian tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, tháng hàng mã nên không mua sắm, khiến sức mua sắm giảm sút. Thời điểm này, sức ảnh hưởng của Thái Dương Cát Tinh khá lớn, tinh tú này đại diện cho sự sang quý, biểu trưng cho quý nhân là nam giới đến trợ mệnh. Tuổi Kỷ Mùi nên chủ động nắm bắt thời cơ, tiến hành dự định kế hoạch đáp chuẩn bị sẵn sàng trước đó, tỷ lệ thành công khá cao. Làm việc gì bản mệnh cũng phải tự tin vào quyết định và sự lựa chọn của mình. Sự thành công lớn thường bắt đầu từ những thất bại nhỏ. Vì thế nếu gặp khó khăn cản trở, hãy mạnh dạn đối mặt, dẫu có vấp ngã, bạn sẽ có được kinh nghiệm để lần sau không phạm phải. Về phương diện tài lộc, tháng 7 âm lịch sắp tới, công việc thuận lợi thì không có lý do gì mà tài lộc của tuổi Kỷ Mùi lại không tăng tiến. Nguyệt lệnh lâm quan đới vừa mang tới cơ hội phát triển sự nghiệp, vừa thúc đẩy tài vận dồi dào, chỉ cần chăm chỉ làm việc, thu nhập sẽ không tồi. Thời điểm này có thể cân nhắc tới việc đầu tư, khởi nghiệp kinh doanh, buôn bán, hãy bắt đầu từ những điều đơn giản nhỏ bé trước, đừng đốt cháy giai đoạn kẻo sẽ vấp ngã ngay từ những bước đi đầu tiên. Tình hình kinh doanh buôn bán khả quan trong tháng, bản mệnh có nguồn thu dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái. Thứ tài khởi sắc mạnh, mang tới nhiều may mắn và cơ hội tài chính tốt, nên chủ động nắm bắt. Theo phi tinh tháng, có bát bạch tài tinh gặp cửu tử thủy tinh ở trung cung, vị trí chính giữa ngôi nhà, nơi làm việc, bản mệnh chú trọng dọn dẹp, bài trí đồ đạc tại khu vực này sao cho hợp lý, tránh đặt những vật có kích thước to, nặng, phát ra tiếng ồn lớn ở đó, kẻo gây ra từ trường nhiễu loạn, ảnh hưởng xấu tới tài khí. Có thể đặt một quả cầu đá phong thủy ở khu vực trung tâm ngôi nhà, phòng khách để khai thông vận khí, giúp tài khí dồi dào, mang tới nhiều may mắn và niềm vui tiền bạc cho tuổi Kỷ Mùi. Về phương diện tình cảm, bước sang tháng 7 âm lịch, chuyện tình cảm nên để thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn là gượng ép, vì khi gượng ép, không chỉ bạn mà đối phương đều đau buồn. Bởi thế, nếu nhận thấy tình cảm nhạt phai, đừng cố gắng níu kéo làm gì, sớm giải phóng cho cả hai cùng thoải mái. Mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng hình như chưa có điểm dừng trong tháng này, mọi thứ vẫn ngấm ngầm diễn ra, nếu cả hai không nghiêm túc nhìn lại vấn đề, e rằng hạnh phúc bị đe dọa. Tuy nhiên, thiên diêu còn ẩn tàng đào hoa dữ, khiến tuổi Kỷ Mùi gặp không ít rắc rối trong chuyện tình cảm, nhất là những ai đã kết hôn, nó gây ra hiểu nhầm tai nạn đào hoa, khiến vợ chồng cãi vã, gia đình lục đục. Về phương diện sức khỏe, bước sang tháng 7 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Kỷ Mùi xuất hiện dấu hiệu bất thường, dù biểu hiện ban đầu chưa rõ ràng, nhưng không vì thế mà lơ là cảnh giác, nên sắp xếp thời gian đi khám sớm để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh. Bản mệnh chú ý đề phòng các chứng bệnh liên quan đến mắt và hệ tiêu hóa, nhất là những người làm việc trong môi trường nhiều bụi bặm, đi hàn, ô nhiễm, mắt và thị lực dễ bị tổn thương, chú ý sử dụng kính bảo vệ trong suốt quá trình làm việc. Theo lịch vạn niên, xuất hành xa trong tháng không có lợi cho tuổi Kỷ Mùi, trong trường hợp không bắt buộc nên hạn chế đi xa, hoặc nếu đi cần có người thân, bạn bè đi cùng, tránh gặp phải tai nạn hoặc chuyện rắc rối. Ngoài ra, chú ý đi đứng thận trọng, nhìn trước, ngó sau kẻo va chạm xe cộ, nhẹ thì chảy xước da, nặng thì bị gãy tay, gãy chân, thậm chí phải tiến hành phẫu thuật. Và bây giờ, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979 trong tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Có thể nói rằng, tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Kỷ Mùi, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp, giúp trong khoảng thời gian từ đầu tuần đến giữa tuần, bản mệnh nhận được sự phù trợ của chính ấn và thiên ấn, nên có nhiều cơ hội để thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ngưỡng mộ và khâm phục của mọi người. Tình hình tài chính của bạn nói chung cũng có những điểm sáng nhất định, tập trung vào khoảng thời gian cuối tuần. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được cơ hội đầu tư. Còn người làm công ăn lương dễ nhận được tiền thưởng vì những cống hiến của mình. Tuy nhiên, dù bạn làm trên lĩnh vực nào, thương quan và thiên quan cũng khuyên bạn cần tránh đối đầu với những người quyền cao, chức trọng và kẻ tiểu nhân.
sao tử vi mang lại ít nhiều may mắn cho người tuổi này. Xem tử vi tuần mới từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 của 12 con giáp. Chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Mùi không có quá nhiều điều đáng chú ý, bản thân bạn nên kiềm chế bản thân, không nên khiến mối quan hệ giữa vợ chồng và con cái trong gia đình trở nên căng thẳng. Quý nhân, Ngọ, Hợi, tiểu nhân, Sửu, Thìn, màu sắc may mắn, vàng, trắng. Con số phát tài, 23, 77, 84. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Có thể nói rằng, tuần này là một tuần hung cát đan xen đối với người tuổi Kỷ Mùi. Bản mệnh có thể tìm được nhiều cơ hội làm giàu, thậm chí thiên tài còn cho thấy bạn còn có thể phát tài dựa vào vận may nữa. Tuy nhiên, đứng trước các cơ hội kinh doanh, bạn cần suy nghĩ và đưa ra những quyết định chính xác, nếu không rất dễ vướng phải kiện tụng, thị phi. Trên phương diện chi tiêu, đại hao lại cho thấy bản mệnh cần có các chi tiêu hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình. Bạn không nên vung tiền để bằng được người này, người khác mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai. Sự nghiệp của bản mệnh cũng không quá khởi sắc trong tuần này do bạn phải chịu nhiều tác động của kiếp tài và tỷ kiên. Những mâu thuẫn xảy ra chủ yếu xuất phát từ các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, vì vậy mà bạn cần có cách ứng xử phù hợp để hóa giải căng thẳng. Trong khoảng thời gian đầu tuần, tình cảm của người tuổi Kỷ Mùi phải nói rằng khá ảm đạm, bạn thường khép mình hoặc quá cứng đầu, chủ quan, khiến người khác khó có thể tiếp cận hoặc thấu hiểu. May mắn đến cuối tuần, bạn dần mở lòng hơn và biết tâm sự với người thân thiết giúp khúc mắc được tháo gỡ. Quý nhân, Hợi, Ngọ, tiểu nhân, Sửu, Thìn, màu sắc may mắn, xanh lá, tím. Con số phát tài, 23, 65, 96. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Theo tử vi, tình hình tài lộc là một trong số những điểm sáng rực rỡ của người tuổi Kỷ Mùi vào thời điểm đầu tuần này. Nhiều các tinh trợ giúp khiến cho bạn dù làm ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ nhận được một khoản tiền lời lãi hoặc tiền công, tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Song cũng cần phải nhớ rằng, dù đạt được thành công lớn đến thế nào, bản mệnh cũng chớ nên kiêu ngạo hoặc tỏ vẻ coi thường người khác. Nếu không, thương quan và tỷ kiên sẽ mang lại cho bạn nhiều rắc rối vào chính những lúc mà mình không ngờ tới nhất. Thời điểm này, bản mệnh cũng nên chú ý tới những kẻ ghen tị, cố tình tiếp cận mình. Những người đã lập gia đình có thể sẽ phải đương đầu với nhiều chuyện rắc rối trong suốt tuần này. Bạn và người ấy thường xuyên mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với nhau, không ai chịu nhường ai cả. Điều này có thể khiến bầu không khí trong nhà luôn căng thẳng, thậm chí ảnh hưởng đến cả những người khác. Quý nhân, Mão, Ngọ, tiểu nhân, Sửu, Thân, màu sắc may mắn, vàng, ghi xám. Con số phát tài, 25, 78, 79. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến cuối tháng 7 âm lịch. Sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Kỷ Mùi phát triển rực rỡ nhất là vào khoảng thời gian giữa tuần. Vì vậy bạn cần cố gắng hết sức mình, trong lúc này chớ nên há miệng chờ sung, được đến đâu hay đến đấy. Quý nhân có thể sẽ xuất hiện và chỉ dẫn cho bạn những lối đi đúng đắn. Cuối tuần là thời điểm bạn không nên đưa ra những quyết định trọng đại, nếu không dễ gây mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc người có quyền cao chức trọng. Lúc này, bạn chủ yếu nên trau dồi, trang bị kỹ năng để chuẩn bị cho những cơ hội về sau, chứ không phải ham cái lợi trước mắt. Đồng thời, hãy là con giáp biết nhận lỗi nếu phạm sai lầm nhé. Sao Bách Việt, chủ đào hoa cho thấy, người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, bạn còn là con giáp giỏi ăn nói nữa. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn trở nên dễ dãi, chấp nhận tất cả mọi người có ý định tiếp cận. Người độc thân phải tinh tường nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình. Với người đã lập gia đình thì tuần này là một tuần buồn vui lẫn lộn, có thể hôm trước hai người vẫn còn ngọt ngào bên nhau, nhưng hôm sau ngay lập tức hai người đã bùng nổ mâu thuẫn. Vì vậy, người tuổi này nên cố gắng học cách bình ổn cảm xúc, không nên quá kích động vì điều gì. Quý nhân, Mão, Dần, tiểu nhân, Sửu, Tuất, màu sắc may mắn, tím, cam. Con số phát tài, 45, 67, 92. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Trong tháng cô hồn vẫn gặt hái thành công bất ngờ, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không, quý vị nhé! Vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 1 âm lịch. Tháng riêng âm lịch là tiết lập xuân, người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng này được hưởng linh khí của trời đất, thông minh, hoạt bát, là người tài hoa, có nhiều tài năng về nghệ thuật. Có điều,
số phận người này không được tổ tiên phù trợ nhiều, cũng không có sự hỗ trợ từ cha mẹ, anh em, phải dựa vào chính sức mình để lập nghiệp. Người sinh tháng giêng này có lý tưởng cao xa, có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, mong muốn đạt được nhiều thành công. Bản mệnh là người có tài, lại có ý chí, nên cũng đạt được những bước tiến lớn trong công danh, sự nghiệp, thu hoạch chẳng hề nhỏ chút nào, tinh thần thanh cao sống ngay thẳng, trung thực, hiếm khi làm chuyện gì trái với lương tâm. Đường nhân duyên của người tuổi này rất tốt, được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là lúc vào tiết thanh minh, người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng này nhờ thế mà đầu óc tinh anh, lanh lợi, thông minh hơn người, nhân duyên cũng rất tốt, họ may mắn được người thân giúp đỡ nhiều, cũng được bạn bè quý mến, vượng vận quý nhân cuộc đời hạnh phúc, an lạc không phải trải qua biến cố gì lớn, cũng không phải vượt qua đại nạn gì có thể thu nạp tài lộc từ khắp bốn phương. Dù là nam hay nữ mệnh, thì người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 3 âm lịch cũng có trí tuệ hơn người, có sự mẫn cảm cao, phẩm cách cao sang, tính tình thẳng thắn, sức khỏe cũng tốt. Họ là người dễ dàng lấy được thiện cảm từ phía người đối diện, mạng lưới quan hệ xã hội tốt, có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, nhờ có điều này danh lợi song toàn, tiền bạc dư dôi. Vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết tiểu thử, người sinh vào tháng này có tính tình ngay thẳng, hoạt ngôn, lanh lợi, lúc nào cũng tràn đầy lòng nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Vận mệnh của tuổi Kỷ Mùi cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi tháng sinh, con giáp sinh tháng 6 âm lịch cũng là người dũng cảm, gan dạ, chẳng hề nao núng trước bất cứ điều gì, họ tài trí hơn người dễ dàng giành được lòng tin cũng như sự ngưỡng mộ, yêu quý của những người xung quanh. Tâm hồn hướng thiện, trái tim bao dung họ hiếm khi làm mất lòng ai là bậc thầy về cách đối nhân xử thế. Trên con đường sự nghiệp tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 6 âm có nhiều bạn bè giúp đỡ, quý nhân tương trợ, nhờ thế mà tìm được nhiều cơ hội để phát triển, cũng giành được nhiều thành công trong công việc. Người này trung thực, ngay thẳng rất ghét chuyện gian dối, thấy chuyện bất bình chẳng tha, mà gặp người hoạn nạn tất đưa tay cứu giúp. Nhân duyên nhờ thế mà cũng thập phần tốt đẹp, họ sống thanh cao, chẳng màng đến những tranh đua của đời, nhưng nhờ thế mà được cuộc đời ưu ái tặng cho nhiều món quà cuộc sống. Hôn nhân gia đình của tuổi Kỷ Mùi rất hạnh phúc, gia đạo an yên, mà tài lộc sung túc, tiền bạc thi nhau đổ về nhà. Vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 10 âm lịch. Sinh vào tháng 10 âm, tức tiết lập đông, người tuổi Kỷ Mùi này có số mệnh cực tốt, cuộc đời vinh hoa phú quý mấy ai bằng. Tổ nghiệp không thể trông chờ, anh em thân thích chẳng giúp đỡ được nhiều, song chính bằng tài hoa của mình, bằng trí tuệ sáng tỏ hơn người bản mệnh gây dựng được sự nghiệp trong tay. Thêm quý nhân giúp đỡ càng giống như hổ mọc thêm cánh, con đường hoan lộ rộng mở vô cùng đạt được bị thế bao người tôn kính. Tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 10 âm là người ngay thẳng, trung thực, họ sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế, đang trong cơn hoạn nạn, bạn bè khắp bốn phương. Đường nhân duyên của con giáp này rất tốt, vượng vận quý nhân, phúc khí đủ đầy. Đường hoan lộ rộng mở, bản mệnh có tài về đường văn chương, khiêm nhường thanh cao, chẳng màng đến tranh đua của đời. Công danh sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, bổng lộc về nhiều vô kể, được lộc trời cho, hưởng phúc an lạc, hậu vận tốt đẹp. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.